Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện ngũ hành tôi thiếu em của tác giả Tây Tử Tự. chương 93, Nước Đen Sau khi trở về từ mạnh gia di trì, điều đầu tiên Chu Gia Ngư làm là đưa hai tên trộm tới đồn cảnh sát. Dù hai người này không phạm tội gì, nhưng họ đã làm đến đủ để anh ta không thể nhịn được nữa. Sau một trận mưa rào vào đêm qua, Mạnh Gia Di chỉ hoàn toàn biến mất dưới lớp bùn đất huy hoàng ngày xưa đã biến mất, chỉ còn lại những ký ức về mạnh gia, sẽ dần dần tan biến theo thời gian. Mặc dù họ đã rời xa mạnh gia, nhưng lại xuất hiện một bí ẩn mới. Vào buổi tối đó, họ được dẫn đến xem một thi thể chết, cuối cùng họ mới hiểu được điều đó là gì. Nếu Lâm Trục Thủy nói đúng, những người này không phải là xác chết, mà có thể là những người sống, nhưng họ biến thành dáng vẻ đó như thế nào? Mọi người trở về từ cõi chết, từ sâu trong núi quay trở lại cuộc sống hàng ngày, nhưng họ đều cảm thấy mệt mỏi. Thêm vào đó, do mưa rơi, cả Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất cùng đều bị cảm. Chu Gia Ngư đầu tiên cảm thấy đau họng, sau đó bắt đầu nghẹt mũi. Vào sáng sớm hôm sau, khi họ đi, tình trạng của họ đã không còn quá tệ nữa. Vì vậy, hai người quyết định đi vào bệnh viện và được chăm sóc. Các cậu trẻ tuổi quá, cơ thể rất yếu đuối. Lâm Giác mua hoa quả cho họ và nhấn mạnh, hãy nghỉ ngơi thật tốt lần này. Tôi sẽ mua cho bạn một số thực phẩm bổ sung dinh dưỡng để giúp phục hồi sức khỏe. Các cậu còn trẻ, nên hãy chú ý đến sức khỏe. Hai người không có nhiều sức lực để nói chuyện. Chu Gia Ngư tỏ ra khá cáo kỉnh và hỏi ông về tình hình của mình. Lâm Giác nói rằng cô sẽ điều tra thêm và yêu cầu họ nghỉ ngơi kỹ lưỡng. Ồ, Chu Gia Ngư đáp một tiếng, cảm thấy tình trạng sức khỏe của mình thực sự nghiêm trọng kèm theo một cơn sốt nhẹ và tình trạng nghẹt mũi làm cho anh ta cảm thấy đầu óc không hoạt động đúng cách không thể tập trung vào bất kỳ suy nghĩ nào sau khi ăn xong thẩm nhất cùng và chu gia ngư chậm rãi trở về nhà hàng lâm giác đã chuẩn bị sẵn bữa cơm và khuyên họ nên nghỉ ngơi thật kỹ vì họ đều đang bị cảm hai người không có sức lực chống đỡ chỉ ăn một ít và sau đó nằm trở lại phòng từ giám làm chủ nhà, đã chuẩn bị một buổi tối tuyệt vời tại nhà hàng, với một dòng sông lớn và đẹp như tranh. Chu Gia Ngư không biết tên của dòng sông này, nhưng nước trong sạch và bên cạnh có hàng dương liễu xanh mướt. Trên cây, có những mầm non nảy mầm, và cảnh tượng rất tuyệt vời dưới ánh nắng mặt trời. Chu Gia Ngư đã ngủ quá lâu vào ban ngày, nên lúc này không thể ngủ được. Anh ta nằm trên giường và mở tivi. Chương trình trên T6 có vẻ nhàm chán, vậy nên Chu Gia Ngư sử dụng điều khiển từ xa để chuyển kênh, nhưng cuối cùng anh ta vẫn không thấy bất kỳ chương trình nào thú vị. Vậy nên, anh ta quyết định xem một bộ phim. Bộ phim dường như là một câu chuyện tình yêu, trong khi đó Chu Gia Ngư sử dụng điện thoại di động và tình cờ nhìn lên màn hình một hoặc hai lần. Bên ngoài, ánh sáng dần dần giảm đi và đèn đường bắt đầu phát ra ánh sáng mờ nhạt chu gia ngư suy nghĩ một chút rồi quyết định gọi điện cho lâm trục thủy này lâm trục thủy nhấc máy điện thoại quán nhi tiên sinh chu gia ngư nói với giọng mũi hơi tắc anh đang làm gì vậy tôi đang tra cứu một số thông tin về mạnh gia cậu uống thuốc chưa lâm trục thủy hỏi chu gia ngư nói đã uống thuốc rồi có thể làm giảm sốt lâm trục thủy nói ngoan ngoãn Hãy dưỡng bệnh cẩn thận, ngày mai tôi sẽ trở về." Chu Gia Ngư gật đầu, rất phấn khích. Họ đã trò chuyện trong một thời gian dài, và khoảng 11 giờ, Lâm Trục Thủy cuối cùng đã yêu cầu anh ta đi ngủ sớm. Chu Gia Ngư tắt điện thoại và định đi rửa mặt trước khi đi ngủ. Nhưng khi anh ta nằm trên giường, nhắm mắt lại, anh ta nghe một âm thanh kỳ lạ phát ra, giống như có ai đó đập vào tường âm thanh không lớn nhưng đủ để làm anh ta không thể không quan tâm anh ta nghe trong một khoảnh khắc và cảm thấy không hề ổn anh ta nằm dậy ôm tiểu trì và bắt đầu tìm nguyên nhân của âm thanh đó sau một lúc tìm kiếm anh ta phát hiện rằng âm thanh đó đến từ bên kia tường nơi gần nhất với phòng của thẩm nhất cùng chu gia ngư suy nghĩ một chút và quyết định gọi điện thoại cho thẩm nhất cùng điện thoại vang lên và sau một khoảnh khắc thẩm nhất cùng nghe máy giọng ngáp ngủ quán nhi chu gia ngư nói anh đang làm gì vậy thẩm nhất cùng trả lời tôi đang ngủ đấy chu gia ngư quay đầu nhìn vách tường anh không nghe thấy tiếng gì sao thẩm nhất cùng không hiểu âm thanh gì hắn ngừng lại một chút nhưng cuối cùng vẫn không hiểu chu gia ngư muốn nói gì không nghe thấy gì cả chu gia ngư giữ điện thoại mở cửa ra ngoài tôi sẽ tới kiểm tra thẩm nhất cùng đồng ý. Chu Gia Ngư ôm tiểu chỉ và ra khỏi phòng một chút, thấy cửa phòng của thẩm nhất cùng mở ra. Thẩm nhất cùng đưa đầu ra ngoài, quán nhi, cậu bị sao vậy? Chu Gia Ngư tiến vào phòng của thẩm nhất cùng. Vì phòng gần như giống nhau với phòng của mình, Chu Gia Ngư rất kỳ lạ khi bước vào phòng của thẩm nhất cùng mà không nghe thấy âm thanh nào. Chuyện gì vậy? Thẩm nhất cùng đang ngáp ngủ, Tôi không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào cả. Nhưng âm thanh trong quán rượu này thường rất tốt. Chu Gia Ngư nói, "Kỳ lạ, anh không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào trong phòng của Thẩm Nhất Cùng." Thẩm Nhất Cùng nói, "Cậu muốn xem trong phòng của cậu không?" Chu Gia Ngư gật đầu và hai người quay lại phòng của Chu Gia Ngư. Khi họ bước vào phòng, tiếng gõ âm thanh lại xuất hiện. Thẩm Nhất Cùng cũng nghe thấy làm hắn hơi kinh ngạc vì âm thanh này xuất phát từ phòng của mình ở đây à hai người tiến lại gần góc phòng cố gắng xác định nguyên nhân của tiếng động nhưng khi họ đến gần góc phòng chu gia ngư bất ngờ phát hiện cả hai đều nhìn nhau với ánh mắt lo lắng nguyên nhân của âm thanh không nằm trong phòng của thẩm nhất cùng mà lại ở trước mặt họ trong tủ lạnh nằm gọn trong góc phòng đang là nguồn gốc của tiếng động ôm 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 tiếng động tiếp tục rõ ràng là có vật gì đó nhẹ nhàng va vào khiến chu gia ngư và thẩm nhất cùng dừng lại sau đó chậm rãi lùi về sau ở trong tủ lạnh à chu gia ngư nói đúng thẩm nhất cùng xác nhận có nên mở ra không chu gia ngư ôm tiểu chỉ và hỏi hãy để tiểu chỉ ra khỏi thẩm nhất cùng nghĩ ra một phương án tốt tránh cho tiểu chỉ bị ảnh hưởng được Chu Gia Ngư cảm thấy đề xuất này hợp lý, vì vậy anh nhẹ nhàng sờ sờ đầu Tiểu Chỉ, ra dấu cho nó rời khỏi. Từ từ, Chu Gia Ngư mở cánh cửa của tủ lạnh. Tiểu Chỉ gật đầu một cách thoải mái, chạy tới trước tủ lạnh và đưa tay kéo cánh cửa ra. Khi cửa tủ lạnh mở ra, một lượng chất lỏng màu đen chảy ra, tạo ra một mùi hôi thối khó chịu. Mùi này khiến cả hai đều phải ngậm mũi và cảm thấy buồn nôn thậm chí thẩm nhất cùng còn phải nhiều lần làm kiểng chu gia ngư nhanh chóng giữ tiểu chỉ lại tránh cho nó bị chất lỏng màu đen đó dính vào anh nhìn thấy bên trong tủ lạnh có một phần của một cơ thể và anh nói hãy gọi cảnh sát thẩm nhất cùng đồng ý họ đến tìm lâm giác và mô tả tình hình lâm giác ngay lập tức đến kiểm tra nhìn thấy lượng chất lỏng đen kinh hãi đó cô hỏi quán nhi cậu nói cậu nghe thấy tiếng động từ trong tủ lạnh. Trong tủ lạnh chỉ có một thứ như vậy, vậy cậu có thể giải thích. Chu gia ngư minh bạch với lâm giác, vậy vật này có động không? Làm sao tôi biết được? Lâm giác nhìn vào đồng hồ, trước tiên, hãy điều tra một chút ở khách sạn, cái này chắc chắn là một người. Do đó, họ báo cảnh sát và được di chuyển sang một phòng khác, nhưng chất lỏng đen này khiến cả tầng lầu đều bốc một mùi khó chịu cảnh sát đến và thậm chí cả họ cũng sợ hãi, phải kiểm tra cẩn thận vùng chất lỏng đen đó. Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất cùng phòng trọ bị chuyển lên tầng cao hơn, nhưng giấc ngủ của họ lại bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thẩm Nhất cùng đặc biệt cảm thấy khó chịu với mùi khó chịu đó, anh ta phải đi tắm nhiều lần nhưng vẫn không thoát khỏi mùi hôi đặc trưng đó. Thật đáng ghét, đó là cái gì vậy? Thẩm Nhất cùng nói với cảm giác bất an ta sẽ đốt nhang để các ngươi an thần. Lâm Giác nhìn thấy họ đều mệt mỏi và lo lắng. Cô nói, có chút buồn cười vì ai cũng không ngờ là một khách sạn lại phải đối mặt với tình huống như vậy. Nhưng may mắn là Chu Gia Ngư ở đó. Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất cùng không có lựa chọn nào khác. Họ nằm trên giường và nhìn Lâm Giác điểm nhang. Lần này, họ đã yêu cầu tử điếm đổi phòng, nhưng mùi khó chịu đó vẫn tồn tại, khiến cả hai đều cảm thấy không thoải mái. Những người đó cũng cảm thấy nặng nề vì sức khỏe của họ đã yếu, và việc này khiến họ cảm thấy tình hình trở nên trầm trọng hơn. Chu Gia Ngư cảm thấy hối tiếc vì đã không kiểm soát tốt tình hình. Anh nhắm mắt lại và trong giấc mơ, anh thấy chất lỏng đen đang tràn ra, cảm giác như nó đang trườn về phía anh, để lại dấu vết đen trên mặt đất. Vì anh là người phát hiện ra vụ việc đầu tiên, Chu Gia Ngư muốn tham gia vào cuộc điều tra, nhưng do quan hệ với Tử Giám, anh không thể làm điều đó chu gia ngư không có tinh thần ăn sáng vào ngày thứ hai vì cảm thấy mệt mỏi và suy yếu cả hai đều không muốn ăn sáng chỉ ngồi trong phòng với khuôn mặt đầy lo lắng thật không ngờ là điều này đã xảy ra không lần đầu tiên chu gia ngư ngạc nhiên bạn có ý định rằng đã có sự việc tương tự xảy ra trước đó nhìn thấy câu hỏi của chu gia ngư cảnh sát trẻ gật đầu đúng vậy anh ta vừa nói xong đã bị một người đồng nghiệp vỗ một cái Ánh mắt cảnh báo cho anh ta biết không nên nói tiếp. Hừ, xin lỗi. Cảnh sát trẻ tuổi nhanh chóng thay đổi giọng, "Tôi cũng không biết chắc chắn." Chu Gia Ngư hoàn toàn không tin tưởng, nhưng nhìn họ không có ý định tiết lộ thông tin, anh chỉ có thể để yên. May mắn là sự việc xảy ra vào ngày thứ hai, khi Từ Giám và Lâm Trục Thủy quay trở lại. Từ Giám lập tức yêu cầu biết chi tiết về tình huống. Từ gia tại phía đông bắc vẫn là một gia đình có địa vị, việc điều tra một chút trong lực lượng cảnh sát không quá khó khăn. Lâm Trục Thủy cũng có chút hớn hở khi biết Chu Gia Ngư, người mà anh đã về trước đó buổi tối, bị đe dọa. Anh sờ sờ đầu của Chu Gia Ngư và nói, "Sau này chúng ta sẽ ngủ chung." Chu Gia Ngư mất một lúc để hiểu ý của Lâm Trục Thủy, sau đó anh phản ứng kích động, "Có thể sao?" "Tại sao không?" lâm trục thủy trả lời một cách bình thản chúng ta có thể tiết kiệm một phòng chu gia ngư nghĩ thầm rằng tiền bạc của tiến sĩ còn lắm chuyện phải tiết kiệm từ dám nhìn thấy hai người như vậy hợp tác biểu hiện của anh phức tạp cuối cùng ông không thể kiềm chế được và hỏi lâm trục thủy có chuyện gì xảy ra với anh và đệ tử của anh lâm trục thủy nắm tay chu gia ngư và hôn lên mấu bàn tay của anh ta chúng tôi sẽ ở chung từ giám chung sao ông ta cảm thấy mình như đang mơ ưm ừ, lâm trục thủy trả lời một cách bình thản từ giám trầm tư một lúc trước khi nói như giữa nam và nữ đúng lâm trục thủy trả lời thẳng thắn sư phụ và đệ tử ở chung có ý nghĩa gì từ giám rõ ràng đang rất bối rối đặc biệt là khi cả hai là nam nghe câu hỏi của từ giám Chu Gia Ngư cảm thấy hình như mình càng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn khi có thể nhìn thấy rõ ràng những vấn đề dơ bẩn và anh đã thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Từ dám không tin vào điều này và nhìn sang Từ Nhập vọng, người đang nhai một quả táo tây, đồng thời ho lạnh vài tiếng rồi mới nói: "Tôi không phải là sư phụ của cậu đâu, cậu nghĩ sao về việc này?" "Là loại nào, sư phụ?" Lâm Trục Thủy đứng bên cạnh hỏi lạnh lùng. "À, xin lỗi." lâm tiên sinh đừng hiểu lầm tôi muốn nói rằng tôi không phải loại người sẵn sàng để đưa đệ tử của mình ra khỏi tình trạng yếu đuối và biến họ thành người mạnh mẽ từ dám nói trực tiếp tôi vẫn còn một số bí mật chu gia ngư liếc nhìn từ nhập vọng người đang cố gắng thay đổi kiểu tóc nhiều lần nghĩ trong lòng rằng lời này có vẻ không thuyết phục lắm nếu tôi cho bạn biết cách làm cho từ nhập vọng cũng có thể nhìn thấy những thứ đó bạn sẽ cân nhắc không lâm trục thủy rõ ràng đã hiểu rõ về từ giám và khi nói xong câu này chu gia ngư có thể nhìn thấy từ giám rơi vào suy tư từ nhập vọng gần như khóc lên nói với lâm trục thủy mong anh đừng làm phiền vì sư phụ thật sự rất tốt chu gia ngư không thể không cười nhưng từ giám suy nghĩ một chút cuối cùng nghĩ ra rằng lâm trục thủy đang đùa với anh ta chu gia ngư không thể dễ dàng như vậy và muốn làm việc chung với sư phụ cũng không dễ dàng. Họ có thể chỉ là thầy trò thông thường, không hơn không kém. Từ nhập vọng vẫn sợ hãi, và trong ngày thứ hai, anh ấy đã cắt tóc của mình từ kiểu tóc dài đẹp trở thành đầu chọc, như một tù nhân mới ra khỏi ngục. Dường như hình ảnh này có vẻ thú vị hơn so với kiểu tóc dài và đẹp. Liên quan đến hắc thủy kỳ lạ, từ dám cho biết rằng các cuộc điều tra của cảnh sát đã không đưa ra bất kỳ kết quả hắn nói rằng tình huống này đã kéo dài một thời gian nhưng vẫn không có dấu hiệu sự xuất hiện của hắc thủy thường xuyên thay đổi đôi khi ở trong nhà và đôi khi ngoài trời ngay cả chu gia ngư cũng gặp phải trong tiểu thuyết nhưng đó là lần đầu tiên thực tế xảy ra như thế này thì có vẻ như một câu chuyện trinh thám và chu gia ngư sẽ là nhân vật chính thẩm nhất cùng nói với giọng mũi cao khi một thời gian dài như vậy khả năng gặp phải sẽ lên đến hàng trăm phần trăm. Từ dám nói, thật không thuận tiện. Tuy nhiên, gian phòng cũng chắc chắn. Thẩm nhất cùng, vậy ông cũng rất nguy hiểm, phải không? Từ dám im lặng, chỉ cầm điếu thuốc và bật lửa. Căn cứ vào lực lượng cảnh sát điều tra, hấp thủy tạo thành một hiện tượng phi thường, với nhiều thành viên tổ chức bên trong. Tương tự như khi Chu Gia Ngư nhìn thấy hàm răng, tóc và tai, còn có một chút không có xương cốt cứng rắn. nhưng nếu nói hắc thủy là người thì không có cách hoàn toàn giải thích vì lực lượng cảnh sát không tưởng tượng ra bất kỳ loại thủ đoạn nào có thể biến con người thành hắc thủy như vậy. nghe từ giám mô tả phản ứng đầu tiên của chu gia ngư là nghĩ đến trường hợp của từ kinh hỏa và anh ta đã từng trải qua một trường hợp tương tự nhưng anh ta không bày tỏ ra ngoài chỉ yên lặng lắng nghe với nhiều vụ việc xảy ra như vậy liệu lực lượng cảnh sát không có phản ứng gì không? Thẩm nhất cùng cảm thấy khó tin. Không có thi thể, không có bằng chứng. Tất nhiên, một vụ án nhỏ hơn cũng không đáng kể so với một vụ án lớn. Từ dám giải thích, không có bằng chứng nào chứng minh rằng chất lòng đen này thuộc về loài người. Vậy nên, tại sao lại phải làm phiền? Thực tế, cảnh sát cũng không muốn can thiệp. Mỗi khi họ ra lệnh để bắt Hắc Thủy, thì tình hình lại trở nên rối ren. Từ dám thêm vào, miễn sao không có người chết, họ sẽ không để ý nhiều. Chu Gia Ngư nghĩ rằng hắc thủy là một thứ gì đó đáng sợ và hoảng loạn. Trực giác của anh nói với anh rằng hắn có liên quan đến hắc thủy ít nhất là 80%, và khi nghe tiếng động từ tủ lạnh, anh biết rằng hắn không phải là hắc thủy, nhưng thực sự là một. Hắc thủy đó ở đâu? Cảnh sát đã thu thập nó ở đâu? Chu Gia Ngư hỏi. Họ đã chuyển nó đến phòng bảo quản chứng cứ của bộ phận điều tra. Bạn hỏi điều này vì sao? Từ dám nhìn nghi ngờ. Chu Gia Ngư cười gượng, tôi chỉ nghĩ rằng việc thu thập hắc thủy này có thể. Có thể sống được. Hắn này vừa nói, từ dám biểu hiện sừng sốt vài giây, trong nháy mắt vặn vẹo, ngươi chắc chắn sao? Chu Gia Ngư chỉ có thể nói rằng khả năng rất lớn bởi vì họ đã phát hiện được âm thanh phát ra từ tủ lạnh khi hắc thủy di chuyển. Mặc dù khi thẩm nhất cùng mở tủ lạnh, chất lòng không có biểu hiện nào, nhưng khả năng sống của nó thực sự là có. Tôi sẽ gọi họ một chút. Từ dám biểu hiện không ổn định, lấy điện thoại di động ra để gọi cho lực lượng cảnh sát. Chu Gia Ngư cũng tìm cách rời đi để gọi điện thoại cho Từ Kinh Hòa. Từ Kinh Hòa trả lời điện thoại một cách vui vẻ, nhưng từ bên kia điện thoại truyền đến một giọng nặng nề chu gia ngư hỏi từ kinh hòa có phải là ơn làm ra tình hình đó không từ kinh hòa không hiểu anh đang nói gì vậy chúng ta làm ra cái gì chu gia ngư giải thích một cách đơn giản về việc nhìn thấy hắc thủy vào đêm qua hắc thủy đó có thể còn sống anh muốn làm gì với nó từ kinh hòa im lặng một lúc chuyện này không liên quan gì đến tôi anh ta nói một cách kiên quyết không có dấu hiệu nói dối, Từ gia cũng bị mất, làm điều này có ý nghĩa gì? Chu Gia Ngư nói, anh không muốn phục hồi người của Từ gia à? Từ Kinh Hòa cười, anh hiểu rõ mà, nhưng việc này không phải do tôi. Chu Gia Ngư nói, nhưng tôi luôn cảm thấy có mối quan hệ với anh. Có thể có một ít mối quan hệ. Từ Kinh Hòa nói, Mạnh Dương Thiên không chỉ làm cho tôi mà còn nhiều người khác trở nên điên đảo. Nếu làm được như vậy, thì có thể có nhiều người tham gia hơn, không chỉ có tôi. Chu Gia Ngư nói, liên quan đến ai? Từ Kinh Hòa, tại sao tôi phải nói với anh? Chu Gia Ngư, vì Tiểu chỉ nhận thức tôi làm ba ba. Từ Kinh Hòa phát hiện mình cư nhiên không có cách nào phản bác, Tiểu chỉ là độc đinh còn lại của từ thị. Trong mắt từ Kinh Hòa, Tiểu chỉ cùng địa vị với tổ thụ, vạn nhất Chu Gia Ngư có chuyện bất chắc tiểu chỉ phòng trừng cũng không sống sót được. hảo nhớ lại lần đó ở trường anh cùng chúng tôi gặp người đó đeo khẩu trang không. từ kinh hòa nói nhà của hắn nằm ở phía đông bắc hắn đã làm một số việc lớn tôi có thể cung cấp ít thông tin cho anh người đó là khương trúc người hát thành. chu gia ngư được cảm ơn anh từ kinh hòa không lên tiếng trực tiếp cúp máy điện thoại chu gia ngư liền biết từ kinh hòa xác nhận đã biết tin tức cuộc gọi điện thoại này thực sự không làm hắn thất vọng mang lại thông tin quan trọng và giảm bớt số lượng thông tin không cần thiết chu gia ngư rút lại điện thoại và ra khỏi nhà vệ sinh từ dám liên hệ với đội cảnh sát sau khi biết rằng các chất lỏng vẫn còn nằm trong cơ quan cảnh sát nhưng không biết cụ thể cách bảo quản nếu như những gì chu gia ngư nói là đúng thì đó thật sự là điều lo ngại chu gia ngư nói tôi vừa nhận được một ít thông tin từ giám ông có thể giúp tôi điều tra về một người không tên là khương trúc ở hát thành từ giám nói khương trúc được tôi sẽ kiểm tra sau đó anh ấy tra cứu và chỉ có ba người tên khương trúc ở hát thành phù hợp với điều kiện tuổi tác và giới tính của chu gia ngư chỉ có một người người này có vấn đề gì không từ giám không hiểu chu gia ngư đáp người này có thể liên quan đến chất lỏng màu đen đó, muốn điều tra điều này, chúng ta có thể thu thập thông tin từ anh ta. Từ dám suy nghĩ và nói rằng sẽ yêu cầu điều tra kỹ lưỡng hơn. Sau khi từ dám rời đi, Chu Gia Ngư gọi điện thoại cho từ kinh hỏa và nói về vấn đề này. Kể từ sự việc tại xà sơn, mọi người đều cho rằng gia đình từ không còn tồn tại, nhưng từ kinh hỏa lại là một ngoại lệ. Mặc dù từ dám không sai, nhưng chu gia ngư vẫn muốn giữ thông tin này bí mật tránh gây phiền toái không cần thiết làm sao mà quán nhi vẫn có liên hệ với từ kinh hòa lâm giác cười nheo mắt nhìn anh chu gia ngư không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng có vẻ như anh ta giả vờ không liên lạc được nhiều chỉ là vì từ trước đến giờ anh ta chỉ gọi mấy lần cho từ kinh hòa mấy lần lâm trục thủy đột nhiên nói đúng chắc khoảng 7 hoặc 8 cuộc gọi Chu Gia Ngư trả lời kiên nhẫn. Lâm Trục Thủy lẩm bẩm một tiếng. Chu Gia Ngư nghĩ rằng mọi việc đã xong, nhưng không ngờ Lâm Trục Thủy nói một câu mỉa mai, "Tổng cộng, cậu đã gọi cho tôi hơn 5 lần điện thoại." Chu Gia Ngư. Chương 94, bệnh viện tâm thần. Liên quan đến việc này, Chu Gia Ngư thật sự có chút giờ khóc dở cười. Nhìn mặt Lâm Trục Thủy không lộ ra vẻ gì, Chu Gia Ngư chỉ có thể rất kinh sợ mà giải thích, tiên sinh mỗi ngày đều ở bên cạnh ta, nơi nào còn cần gọi điện thoại chứ. Lâm Trục Thủy chỉ hơi nhíu mày, vẫn chưa nói gì. Chu Gia Ngư liền khéo léo dỗ dành, Lâm Trục Thủy mới miễn cưỡng Ừ một tiếng. Trong phòng, ngoài Chu Gia Ngư và Lâm Trục Thủy ra, tất cả đều là người độc thân, vì vậy mọi người đều nhìn hai người họ phát cơm chó, biểu cảm tràn đầy phức tạp thẩm nhất cùng ngồi bên cạnh, xa xôi mò ra tiểu chỉ, lại dùng cầm cà cà tiểu chỉ, không biết đang suy nghĩ gì. Đương nhiên, 80% khả năng là đang nghĩ làm thế nào để có thể nói chuyện yêu đương. Liên quan đến Khương Trúc, từ phía kiến trúc có thêm thông tin phản hồi tỉ mỉ. Khương Trúc là người hát thành, thổi nhỏ ra cảnh bần hàn, không may gặp nhiều lần họa. Khi Khương Trúc mới vừa thành niên, gia đình liền gặp một cú sốc tàn khốc, anh ta gặp tai nạn xe cổ. Trong tai nạn này, tài xế bỏ trốn, Khương Trúc bị thương nặng. Chu Gia Ngư nghe đến đây, nhớ lại anh ta ở trường học và mái nhà nhìn thấy người đàn ông đeo khẩu trang. Người đàn ông đó từ đầu đến đuôi đều mang khẩu trang, che kín mặt mũi, không biết có liên quan gì đến vụ tai nạn xe cộ này không. Sau đó, gia đình Khương Trúc bán hết tài sản để chữa trị cho anh ta, nhưng vẫn không đủ để bù đắp chi phí y tế khổng lồ. Trong tình cảnh này, cha Khương Trúc lại gặp bất hạnh, giống như Khương Trúc cũng gặp tai nạn xe cổ. Lần này, tài xế lái xe trong tình trạng say rượu, cha Khương Trúc tử vong tại chỗ, thậm chí không có cơ hội cấp cứu. Quá thảm đi, Lâm Giác nghe xong câu chuyện cũng cảm thấy xót xa, một gia đình gặp phải những chuyện như thế này là rất thảm. Từ dám nói, hơn nữa tài xế lái xe trong tình trạng say rượu cũng có gia cảnh không tốt không có khả năng bồi thường, chỉ có thể vào cục cảnh sát ngồi xổm, chi phí chữa trị của Khương Trúc vẫn không được giải quyết. Sau đó thì sao? Chu Gia Ngư cảm giác chuyện này chắc chắn không dừng lại ở đây. Từ dám nói, sau đó, mẹ Khương Trúc vì kiếm tiền chữa bệnh cho anh ta, bắt đầu làm công nhân ở công trường, nhưng vẫn không thể nào tập hợp đủ tiền, Khương Trúc rất nhanh liền bị ép xuất viện vì không đóng nổi chi phí. Nếu sự việc kết thúc ở đây thì còn đỡ, nhưng trời cao phảng phất cảm thấy Khương Trúc chưa đủ thảm, lại một lần nữa dáng cho anh ta cú sốc chí mạng. Vì quá độ mệt nhọc, mẹ Khương Trúc gặp tai nạn tại công trường. Sau khi xảy ra chuyện, chủ thầu công trường liền tìm quan hệ, lợi dụng việc Khương Trúc không có tiền không có thế, thậm chí một khoản bồi thường cũng không đưa ra, chỉ thông báo về sự việc của mẹ Khương Trúc. Mọi người nghe xong, ánh mắt đều thêm phần thổn thức, những trải nghiệm của Khương Trúc thực sự khiến người ta cảm thấy đồng cảm. Sau đó dường như trạng thái tinh thần của hắn không được tốt lắm, từ dám nói, cụ thể không rõ như thế nào, trong tài liệu cũng không ghi, nhưng thực sự là bị đưa vào bệnh viện tâm thần một thời gian. Chu Gia Ngư nói, trạng thái tinh thần không tốt. Nhắc đến chuyện này, anh ta lại đột nhiên nhớ đến người trẻ tuổi ở cùng với Tiểu Kim Long, người trẻ tuổi đó lúc ấy cũng bị dân bản xứ xem là người điên hiện tại nghĩ kỹ lại có thể nào khương trúc cũng trong tình huống tương tự có phải hắn chịu đả kích nghiêm trọng rồi thức tỉnh thiên phú đặc biệt nào đó chu gia ngư hỏi tỉ như có thể thấy những thứ bẩn thỉu kiểu như vậy lâm giác nói cũng có thể trước đây từng có ví dụ như vậy nhưng loại ví dụ này rất ít xác suất cũng rất thấp tuy xác suất thấp nhưng không phải là không có hơn nữa nếu khương trúc xuất hiện bên cạnh mạnh dương thiên thì chứng tỏ hắn chắc chắn có điểm hơn người. Vậy bây giờ còn có tin tức gì về hắn không? Chu Gia Ngư hỏi. Từ dám lắc đầu, không còn, sau khi hắn vào bệnh viện tâm thần, lén trốn thoát. Sau đó, tin tức liên quan đến hắn hoàn toàn bị cắt đứt. Khương Trúc trốn thoát khỏi bệnh viện tâm thần, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Mọi người rất nhanh đã quên hắn, hoặc có lẽ bây giờ nhắc đến tên Khương Trúc người nhớ được cũng không quá một bàn tay. Bởi vì ví dụ này quá thảm, năm đó cảnh sát tham gia phá án đều có chút ấn tượng. Khi từ giám điều tra tư liệu của hắn, lực lượng cảnh sát rất nhanh đã lật ra phần hồ sơ này. Chu Gia Ngư thấy được bức ảnh của Khương Trúc năm đó. Người này quả nhiên rất cao, mới 17-18 tuổi đã 1m86. dáng dấp thanh tú, trong ảnh chứng minh thư yên tĩnh mỉm cười, không hề có vẻ tối tăm. Điều này khiến Chu Gia Ngư nghĩ đến Khương Trúc bên cạnh Mạnh Dương Thiên lúc này. Nếu không phải do Từ Kinh Hỏa cung cấp thông tin, e rằng không ai có thể liên hệ hai người làm một. Hiện tại mọi người cũng không biết hướng đi của Khương Trúc, tính toán một chút, quyết định đi đến bệnh viện tâm thần nơi Khương Trúc trốn thoát năm đó, xem có thể phát hiện manh mối gì mới không. Thực tế, dù là trước đây hay hiện tại, thái độ của dân chúng đối với bệnh tâm thần đều không mấy thân thiện. Trừ phi là gia đình giàu có, thuê người chăm sóc đặc biệt, nếu không thì ở trong bệnh viện tâm thần, thực sự không dễ sống. Nếu như suy đoán của Chu Gia Ngư là đúng, Khương Trúc có khả năng chưa từng gặp vấn đề về tinh thần, nói cách khác, hắn bị cưỡng ép đưa vào bệnh viện như một người bình thường, muốn trốn ra cũng là chuyện bình thường. Địa chỉ của bệnh viện tâm thần này có chút hẻo lánh, trước mắt chỉ có thể đi bằng ô tô, mọi người liền như vậy bước lên hành trình. Theo ô tô hướng về mục tiêu, Chu Gia Ngư chú ý thấy cảnh sắc xung quanh ngày càng hoang vu. Sau khi hỏi từ giám, anh mới biết bệnh viện tâm thần kia nằm sâu trong núi, đã tồn tại hơn 30 năm và do chính phủ đầu tư xây dựng. Kia cũng quá xa rồi. Chu Gia Ngư không còn nhìn thấy bất kỳ kiến trúc hiện đại nào, con đường cũng là bùn đất, lái xe rất chậm. Chu Gia Ngư nói, người vào được rồi còn có thể đi ra ngoài. Ai Bệnh viện tâm thần này, mấy ai vào được rồi mà có thể đi ra ngoài. Từ nhập vọng nói, ngay cả người bình thường ở bên trong lâu cũng phế bỏ. Chu Gia Ngư thở dài. Sau khi nghe xong câu chuyện liên quan đến Khương Trúc, tâm trạng của mọi người đã rất nặng nề. Khi xe đến đích, thấy rõ bệnh viện tâm thần, tâm trạng càng thêm không tốt. Bệnh viện tâm thần nằm sâu trong bụi rậm, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy vách tường cổ xưa và cao vút. Xung quanh là lưới sắt, tường gạch bị rêu ăn mòn, bám màu xanh lục. Nơi này không giống bệnh viện tâm thần, mà giống mục giam hơn. Vì trước đó Từ Giám đã dặn dò, nên khi đến cửa họ không gặp phải ngăn cản. Thủ vệ là hai người đàn ông trung niên khoảng 50, 60 tuổi, thần sắc vô cùng hờ hững. Thấy họ đến, không nói câu nào, chỉ yên tĩnh mở cửa sắt. Nơi này cho người cảm giác rất không thoải mái. Chu Gia Ngư đứng ở cửa, bước chân không tự chủ dừng lại. Gia Ngư? Lâm Giác chú ý thấy sự bất thường của Chu Gia Ngư. Không thoải mái lắm, Chu Gia Ngư thành thực nói ra cảm nhận của mình, ta có cảm giác rất xấu về nơi này. Thực ra không chỉ Chu Gia Ngư, ngay cả Thẩm Nhất Cùng cũng cảm thấy không khí nơi này vô cùng một ngạt, mặc dù không nhìn thấy một người nào. Bản năng con người là tránh xa nguy hiểm có những nơi chỉ đứng ở cửa đã không muốn bước vào. Từ dám nói, chỗ này đã chết không ít người. Hắn chỉ một hướng, một số thân nhân đưa bệnh nhân vào rồi biến mất. Khi bệnh nhân gặp chuyện cũng không ai biết, bệnh viện liền chôn họ ở sau núi. Chu gia ngư nhíu mày. Họ đi dọc theo con đường chính, tới khu vực giống như phòng tiếp nhận bệnh nhân nội trú. Kiến trúc nơi này đều là màu xám, ven đường cỏ dại rậm rạp. Trên đoạn đường này, Chu Gia Ngư không nhìn thấy bất kỳ bóng người nào, không có bác sĩ, cũng không có bệnh nhân. Có vẻ như là ở bên trong. Từ dám mở cửa phòng tiếp nhận bệnh nhân nội chú, đi thôi. Lâm Trục Thủy dường như phát hiện sự nôn nóng khó diễn tả của Chu Gia Ngư, nên trực tiếp nắm tay anh. Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay truyền tới, giúp Chu Gia Ngư bớt căng thẳng do ảnh hưởng của môi trường xung quanh nơi này thật sự làm người ta không thoải mái chu ra ngư lầm bầm đúng vậy thẩm nhất cùng nói so với ngục giam còn khiến người ta khó chịu hơn ít nhất ngục giam không có cái bầu không khí u ám đầy tử khí này ánh đèn trong phòng tiếp nhận bệnh nhân nội chú không sáng sủa dù là ban ngày nhưng rèm cửa sổ lại bị kéo kín đèn hành lang màu cam chiếu lên mặt người tạo nên cảm giác tối tăm sao lại không có bác sĩ nào nhỉ? Đi vào một đoạn đường mà vẫn không thấy ai, Chu Gia Ngư liếc vào một phòng làm việc vài lần, thấy trong phòng trống trơn, không có ai cả. Có lẽ họ đang ở nhà ăn ăn cơm. Lâm Giác nhìn đồng hồ. Có thể, nhưng nhà ăn ở đâu? Chu Gia Ngư hỏi. Hiện tại vừa vặn là 12 giờ trưa, đúng giờ ăn cơm. Tuy nhiên, việc tất cả mọi người đi ăn cơm trưa mà để cửa phòng làm việc mở rộng như vậy thật sự có chút kỳ quặc có lẽ nơi này bình thường không có ai đến nên không lo bị trộm lầu hai trăng thẩm nhất cùng chú ý thấy một bảng hướng dẫn bên cạnh hành lang đi đi lên xem một chút lâm giác nói đoàn người đi lên cầu thang chu gia ngư thấy hai bên cầu thang treo những bức tranh kỳ quái các bức tranh này rất ngổn ngang không thể nhận ra chủ đề chính, giống như là tác phẩm hội họa ngẫu hứng. Màu sắc chủ đạo đều là những gam màu tối. Từ nhập vọng đùa rằng bệnh viện này chắc treo tranh của các bệnh nhân. Từ dám liếc nhìn từ nhập vọng mà không nói gì. Từ nhập vọng biểu tình cứng đờ, thật là có kiểu treo tranh như vậy à. Bệnh viện này quá bất thường, nếu có thể, Chu Gia Ngư có lẽ sẽ lập tức rời khỏi nơi này. Lầu 2 quả nhiên là nhà ăn, và họ cũng gặp được người đầu tiên kể từ khi vào bệnh viện người đó mặc áo blau trắng của bác sĩ ngồi xổm ở cửa thang lầu tay cầm hộp cơm thấy họ bác sĩ ném một cái nhìn không mấy thiện cảm các người đến đây làm gì chào anh từ nhập vọng nói vì một vụ án mạng có khả năng liên quan đến bệnh nhân của quý viện chúng tôi muốn tìm hiểu một số tình huống kết quả là lời chưa nói hết bác sĩ đã đứng dậy quay người đi không thèm lộ ra một chút thiện cảm nào. Từ dám vỗ vai từ nhập vọng bảo cậu đừng để đầu tóc như thế, giờ thì bị xem là người xấu rồi đấy. Cậu nhìn bộ dạng cậu kia ra ngoài thế này thì làm sao tìm được vợ? Nhìn người ta kia, hắn định lấy Chu Gia Ngư làm ví dụ, nhưng vừa nghiêng đầu lại thấy Chu Gia Ngư và Lâm Trục Thủy đang nắm tay nhau, khiến hắn phải nuốt lời lại. Từ nhập vọng, sau khi từ nhập vọng thất bại từ dám sắn tay áo lên định tự mình ra tay. Nhưng rõ ràng những người ở bệnh viện này đều không nề mặt người khác. Lần này từ dám còn thảm hại hơn, vừa mới đứng dậy, chưa kịp mở miệng thì vị bác sĩ kia đã đi mất. Mọi người, từ nhập vọng lầm bầm rằng chuyện này thật không liên quan đến hắn. Từ dám vẻ mặt nhăn nhó, đưa mắt nhìn về phía Chu Gia Ngư, nói, Chu Gia Ngư, đến lượt ngươi thử đi. Chu Gia Ngư giờ khóc giờ cười. Toàn bộ nhân viên trong bệnh viện Tâm Thần Quả Nhiên đều ở trong phòng ăn dùng bữa. Họ đứng ở cửa, nhìn thấy các bệnh nhân yên tĩnh ngồi bên bàn, từng miếng từng miếng đưa đồ ăn vào miệng. Đồ ăn trông không ngon, phần lớn là thức ăn chay, chỉ có một ít thịt. Các bác sĩ ngồi ở một khu vực khác. Sau khi Chu Gia Ngư bước vào nhà ăn, anh cảm nhận được một cảm giác khó chịu và rất nhanh phát hiện nguồn gốc của sự khó chịu đó. Sự im lặng khác thường trong phòng. Phòng ăn quá yên tĩnh, không có bất kỳ tiếng trò chuyện nào, chỉ có thể nghe thấy tiếng nhai thức ăn. Cả căn phòng như đang diễn một vở kịch câm, và những người bác sĩ cùng các bệnh nhân đang ăn uống là các diễn viên của vở kịch ấy. Chu Gia Ngư có chút do dự, nhưng vẫn tiến về phía các bác sĩ đang ăn cơm. Mặc dù nơi này trông rất quái dị, nhưng phía sau anh là Lâm Trục Thủy, anh không sợ bất kỳ yêu ma quỷ quái nào chào ngài chu gia ngư nhẹ giọng mở miệng phá vỡ sự yên tĩnh các bác sĩ ngừng ăn trong chốc lát một người gần chu gia ngư nhất từ từ nghiêng đầu lại trong miệng vẫn còn nhai cơm chậm rãi nuốt xuống chào cậu hắn nói xin lỗi chúng tôi từ cục cảnh sát đến chu gia ngư nhỏ giọng nói trước đó đã hẹn trước chúng tôi muốn tìm hiểu tình huống của một bệnh nhân vị bác sĩ kia gật đầu nói được sau đó quay đầu lại, tiếp tục ăn. Chu Gia Ngư đứng lúng túng tại chỗ, không biết câu được của người này rốt cuộc có ý gì. Tuy nhiên, quấy rối người khác khi đang ăn cũng không phải là hành động thích hợp. Chu Gia Ngư suy nghĩ một chút, quay lại bên cạnh mọi người, nói với họ rằng có lẽ nên đợi họ ăn xong rồi hãng đến. Mọi người đều đồng ý. Bữa ăn vốn là khoảng thời gian hạnh phúc đối với con người, nhưng bất kỳ ai nhìn vào khung cảnh trong phòng này đều sẽ không cảm thấy một chút ấm áp nào bọn họ ăn uống như thể chỉ là thực hiện nhiệm vụ sinh lý chỉ cần nhét thức ăn vào miệng rồi máy móc nhai và nốt xuống là coi như xong thẩm nhất cùng sau khi đi ra ngoài vẫn luôn nhìn vào trong phòng ánh mắt càng ngày càng trở nên hoảng loạn chu gia ngư hỏi hắn đã thấy gì thẩm nhất cùng mới quay đầu lại giọng nói kèm theo tiếng nức nở các ngươi có chú ý đến hay không cái gì?" Lâm Giác hỏi. "Mỗi người bọn họ ăn một miếng cơm đều sẽ nhai 13 lần." Thẩm Nhất cùng nói. Chu Gia Ngư hướng mắt vào trong phòng và nhận ra Thẩm Nhất cùng nói đúng, mọi người trong phòng ăn đều nhai mỗi miếng cơm 13 lần, không hơn, không kém. Điều làm Chu Gia Ngư cảm thấy khó hiểu nhất là, thậm chí cả các bác sĩ ngồi bên cạnh bàn cũng không ngoại lệ. "Nói thật," Lâm Giác nói nếu như không phải vì bọn họ mặc áo khoác trắng, ta thật sẽ không nghĩ họ là bác sĩ. Mà là một phòng bệnh nhân tâm thần. Cô không thấy bất kỳ hành xáo nào thuộc về người bình thường từ những bác sĩ này. Bất kể là thái độ, cử chỉ hay phản ứng ngôn ngữ, từ những gì các bác sĩ này phản hồi, họ chẳng khác gì những bệnh nhân ngồi bên cạnh, ngoài trừ trang phục. Mọi người im lặng một lúc, Chu Gia Ngư thở dài nói, chờ bọn họ ăn xong rồi chúng ta sẽ vào xem tình hình. Cũng chỉ có thể như vậy. Mọi người tìm vài chỗ ngồi tạm bên ngoài phòng ăn và bắt đầu chờ đợi. Bữa trưa này họ ăn một cách đặc biệt kéo dài. Lâm Giác nhìn đồng hồ, thấy họ ăn từ 12 giờ rưỡi đến gần 2 giờ, và chỉ khi gần 2 giờ rưỡi mới thấy có người từ trong phòng ăn lần lượt đi ra. Vị bác sĩ mà Chu Gia Ngư hỏi trước đó cũng đi ra, hắn mặc áo khoác bác sĩ màu trắng, trên ngực có một tấm thẻ ghi ba chữ bác sĩ điều trị và tên của hắn, Lý Nhất Hảo. Chào ngài, Chu Gia Ngư một lần nữa tiến lên. Lý Nhất Hảo vóc dáng không cao, tuổi tác khoảng chừng 30, nếu chỉ nhìn tướng mạo, sẽ thấy hắn có vẻ hào hoa phong nhã. Nhưng nếu nhìn hắn với gương mặt không cảm xúc, lại có vẻ thần kinh. Chào ngài, hắn đáp lại Chu Gia Ngư. Nếu có thể, Chu Gia Ngư không muốn có quá nhiều liên hệ với hắn, nhưng vì trước đó từ dám và từ nhập vọng đều không thành công, hắn đành kiên trì, "Chúng tôi là cảnh sát đến điều tra tình huống, xin hỏi ngài có thời gian phối hợp với chúng tôi một chút không?" Lực lượng cảnh sát điều tra tình huống. Lý Nhất Hạo nói, "Xảy ra chuyện gì?" Chu Gia Ngư nghe thấy hắn nói vậy, cảm thấy nhẹ nhõm. Dù người này trông có vẻ kỳ quái, ít nhất logic của hắn vẫn bình thường. Không né tránh câu hỏi mà còn mở miệng hỏi thăm chuyện gì đã xảy ra. Chu Gia Ngư nói, trong tử điếm đã xảy ra án mạng, chúng tôi nghi ngờ có liên quan đến một bệnh nhân của quý viện, nên muốn tìm hiểu cụ thể về tình trạng của bệnh nhân đó. Lý Nhất Hạo hỏi, bệnh nhân nào? Chu Gia Ngư đáp, Khương Trúc. Nghe đến tên này, biểu cảm của Lý Nhất Hạo ngay lập tức vặn vẹo, đó là một biểu hiện mà Chu Gia Ngư chưa từng thấy. Ngũ Quan của hắn dường như co rúm lại, ánh mắt đầy sự sợ hãi, thậm chí cơ thể hắn cũng không ngừng run rẩy. "Ta không biết, ta không quen biết Khương Trúc." Lý Nhất Hạo nhanh chóng nói, "Các ngươi đừng hỏi ta, ta cái gì cũng không biết." Nói xong, hắn quay người định chạy đi, nhưng bị Từ Nhập Vọng tóm gọn và sách lên. Trước mặt Từ Nhập Vọng to lớn, Lý Nhất Hạo trông nhỏ bé như một con gà con, dãy rùa yếu ớt, trông như sắp ngất đến nơi. Người đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Từ nhập vọng vén tay áo, mặt đầy hung thần ác sát, với cái đầu chọc lốc, quả nhiên là rất đáng sợ. Lý Nhất Hạo bị dọa đến phát run, cuối cùng như muốn khóc, ta không biết, ta thật không biết. Từ nhập vọng nói, lão tử thật muốn động thủ đây. Nhìn thấy hắn chuẩn bị ra tay, Lý Nhất Hạo rốt cuộc chịu thua, ánh mắt hắn liếc quanh một cái, không biết nhìn gì, rồi nhỏ giọng nói, các ngươi đi tìm viện trưởng đi, ta không thể nói, chỉ có viện trưởng mới biết. Hắn ở đâu?" Từ Nhập Vọng hỏi. Lý Nhất Hạo đáp, "Văn phòng." Từ Nhập Vọng nói, người dẫn chúng ta đi." Lý Nhất Hạo vốn định từ chối, nhưng nhìn thấy cơ bắp của Từ Nhập Vọng, đành phải khuất phục. Hắn nói văn phòng ở lầu 4, và khi họ thả hắn ra, hắn sẽ dẫn đường. Từ Nhập Vọng lúc này mới thả Lý Nhất Hạo xuống mọi người đều nhìn hắn với ánh mắt khâm phục hắn đưa tay sờ cái đầu chọc của mình đùa rằng còn thiếu một sợi dây chuyền vàng từ dám nói sư phụ sẽ mua cho ngươi mua loại to bằng cánh tay đeo lên vang luôn từ nhập vọng sư phụ ngươi có thật không dây chuyền vàng tuy hấp dẫn người nhưng bây giờ trọng điểm là lý nhất hạo trước mặt tuy rằng hắn đã đồng ý dẫn họ đến phòng viện trưởng nhưng ánh mắt của Lý Nhất Hạo lại hết sức phập phồng, liên tục nhìn quanh, rõ ràng là nếu có cơ hội, hắn sẽ trốn ngay. Tuy nhiên, mãi đến khi lên lầu 4, Lý Nhất Hạo vẫn không tìm thấy cơ hội chạy trốn. Hắn đứng trước một gian phòng làm việc cuối hành lang, nhỏ giọng nói, "Viện trưởng đang ở bên trong." Từ Nhập vọng nói, "Ngươi vào trước." Lý Nhất Hạo nói, "Ta không muốn vào trước, các ngươi muốn vào thì vào đi." ta còn có việc, ta còn có bệnh nhân, các ngươi không thể bắt ta vào. Khi nói những lời này, hắn quả thực như đang nói linh tinh, ngữ điệu và ánh mắt đều vô cùng cuồng loạn. Chu ra ngư gõ cửa, không có ai đáp lại. Hắn do dự một chút, rồi đưa tay nắm chặt chốt cửa, mở cửa phòng làm việc. Cọt kẹt một tiếng, cảnh tượng sau cánh cửa khiến ai nấy đều ngạc nhiên. Phía sau cửa không phải là một phòng làm việc rộng rãi, mà là một hành lang chật hẹp, tối tăm, chỉ có phần cuối lộ ra ánh sáng nhạt. Đây là văn phòng." Từ Nhập vọng cố ý hỏi Lý Nhất Hạo bằng giọng ác ý. "Không ngờ Lý Nhất Hạo lại gật đầu liên tục, đúng đây là phòng làm việc của viện trưởng. Viện trưởng ở phía sau hành lang. Ta không lừa các ngươi đâu." Hắn nói, cả người bắt đầu phát run, nhưng không biết đang sợ cái gì. "Vào xem thử." Chu Gia Ngư nói. Đi, Lâm Trục Thủy gật đầu. Từ nhập vọng nói, đi thôi, vào chung xem thử rốt cuộc là tình huống gì. Chu Gia Ngư nói tiếng được, rồi cùng Lâm Trục Thủy bước vào hành lang chật hẹp. Hành lang chỉ đủ cho một người đi qua, cao độ khoảng 2 mét, quay người bên trong cũng là chuyện khó khăn, không khí vô cùng ngột ngạt. Lâm Giác lầm bầm nói rằng nếu bên trong không có ai, ra ngoài sẽ đánh Lý Nhất Hạo một trận. Chu Gia Ngư bảo sư bá càng ngày càng bạo lực. Lâm Giác nói, ngươi chẳng lẽ không muốn động thủ à? Chu Gia Ngư nhìn về phía trước, nói, ta vừa nãy không nghĩ, nhưng bây giờ muốn rồi. Cuối hành lang không có gian phòng, mà là một chỗ ngoặt, nguồn sáng bên ngoài là một chiếc đèn thô cự đại, trông như một dụng cụ bẫy mũi, đang hấp dẫn ánh nhìn của họ. Tiếp tục đi hay quay lại? Lâm Giác cũng cảm thấy nơi này rất không thoải mái. Lâm Trục Thủy nói, "Đi." Ngữ khí của hắn rất khẳng định. Nghe Lâm Trục Thủy nói vậy, mọi người cũng không phản bác, liền tiếp tục đi về phía trước, như thể đang đi trong một mê cung không có phần cuối. Chu Gia Ngư lúc này đã bắt đầu hiểu tại sao Lý Nhất Hạo không muốn tiến vào. Hành lang chật hẹp này tràn đầy không khí ngột ngạt, một người bình thường đi khoảng chừng mấy phút đã bắt đầu cảm thấy buồn bực, càng không cần nói đến những người có vấn đề về tinh thần cũng may sau khi quẹo qua vài khúc cua, bọn họ rốt cục đến cuối con đường, thấy được một cánh cửa mang theo nhãn hiệu phòng viện trưởng. Ít nhất về việc này, Lý Nhất Hạo không dám lừa gạt bọn họ. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.